Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết trên mạng phim 2024, Made in Thái Lan, đẹp mini với dạng áo đỏ thắm tại đại lý. Cùng với một cái dạng áo đỏ thắm thì cái chiếc trên mạng phim 2024, Made in Thái Lan, ở dụng cho mình cái bộ vành cái màu vàng đồng nhìn rất mạnh mẽ và ấn tượng. Yamaha Thái Lan mới đây đã tung ra cái phiên bản của năm 2024, một cái dòng xe số phim có tổng cộng tới 9 cái sự lựa chọn màu sắc và có 4 phiên bản khác nhau cho khách hàng dễ dàng lựa chọn. Trong đó phiên bản đang gây ấn tượng nhất chính là phiên bản phim 2024 UBS với gam màu đỏ và khiến cho nhiều người ở dụng ở Việt Nam đang thèm muốn. Cái phiên bản Yamaha phim 2024 UBS gam màu đỏ ở dụng cho mình gam màu đỏ thuần trên toàn cái thân xe, bao gồm cả phần yên cũng tận dụng cái gam màu đỏ thắm nhìn rất là trẻ trung. Kết hợp đó là bộ vành đúc màu vàng đồng tạo một cái điểm nhấn rất ấn tượng. Xe ở dụng cái bộ tem khá đặc biệt được dập nổi sang chảnh, nhìn tổng thể chiếc xe nó cực kỳ ấn tượng. Cái chiếc Yamaha Fin 2024 đơn thuần là phiên bản cập nhật màu sắc mới. Các trang bị khác thì không gì khác biệt so với phiên bản người tiền nhiệm và cũng không khác biệt nhiều so với cái chiếc Spectrefin đang được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Xe vẫn dùng cho mình phần đèn pha halogen, đồng hồ analog với giao diện trực quan dễ dàng quan sát, đồng thời chìa khóa ở dụng vẫn là cái chìa khóa cơ thông thường. Cái chiếc phim 2024 tại thị trường Thái Lan vẫn tận dụng cho mình có động cơ SOC xanh đơn, dung tích là 115cc, phun xăng tử, có động cơ này tương tự như có động cơ tận dụng trên phiên bản là Spectrefin 2013 đang bán ở Việt Nam. Ngoài ra cái mẫu xe này còn được trang bị cho mình phanh đĩa trước, phanh tăng chấm phía sau. Và cái phiên bản UBS được tích hợp hệ thống kết hợp giúp cho phân bố lực phanh nó đều trên cả bánh trước lẫn bánh sau, tạo ra cái sự an toàn khi vận hành. Yamaha Fin 2024 ở dụng chung cái động cơ SOC 2 van, dung tích là 115cc cùng với cái phiên bản đang bán ở Việt Nam đều cho ra cái mức công suất tối đa dừng ở mức là 8,8 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Tuy nhiên, cái chiếc Yamaha Fin 2024 Made in Thái Lan đang gây chú ý người tiêu dùng bởi cái mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ khiêm tốn của nó, rơi vào khoảng là 1,03 lít cho 100 km theo công bố từ nhãn sức đưa ra. Về mặt giá bán của chiếc Yamaha Fin 2024 phiên bản UBS tại thị trường Thái Lan trong cái khoảng là 48.700 bạc Thái, đó ra tiền Việt nó tương đương là 33 triệu đồng. Ngoài cái phiên bản vành đúc thì chiếc Yamaha Fin 2024 tại thị trường Thái Lan nó cũng có rất nhiều cái sự lựa chọn như phiên bản là vành nan hoa phù hợp mục đích di chuyển trên những cái địa hình là hỗn hợp, tạo ra cái sự ổn định tối ưu hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.